Thưa quý vị, trong quá trình thi công cống gom nước thải trên sông Tô Lịch, đoạn đường phố Vũ Tông Phan, quận Thanh Xuân đã bất ngờ bị sụt lún. Điểm bị sụt dài khoảng 23m, sâu 1m so với mặt đường cũ. Liên quan đến sự việc này, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan yêu cầu khắc phục sự cố trên. Theo đó, để đảm bảo an toàn giao thông, khắc phục, sửa chữa hư hỏng mặt đường Vũ Tông Phan, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Hạ tầng Kỹ thuật và Nông nghiệp thành phố và đơn vị thi công tạm dừng thi công tại giếng kích ngầm số 11.1 để kiểm tra, đánh giá nguyên nhân, đồng thời rà soát phương án tổ chức thi công giếng khoan kích ngầm 11.1 để không tiếp tục xảy ra sự cố nêu trên, gây ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông và người tham gia giao thông. Ngoài ra, Sở này cũng đề nghị các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng đảm bảo an toàn giao thông qua vị trí hư hỏng để đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông. Trong trường hợp chủ đầu tư và đơn vị thi công không đảm bảo các công tác sửa chữa, khắc phục sự cố trên đường Vũ Tông Phan, Sở Giao thông Vận tải sẽ thu hồi giấy phép theo quy định. Được biết, phố Vũ Tông Phan nằm ngay sát sông Tô Lịch. Người dân cho biết, đoạn phố qua số nhà 415 Vũ Tông Phan từng bị sụt và đã được xử lý.